Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi lời biết ơn và chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách, luôn luôn an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, yêu thương và thành công. Hôm nay Hướng Mai giới thiệu một chiếc kệ tivi bằng gỗ hương đỏ của Lào. Cái kệ tivi này là một cái kệ tivi hết sức là đơn giản, nó là một cái kệ tivi gỗ hương đỏ của Lào, gỗ chuyện chuyện thọ, nó có thể thông từ bên này sang bên kia nếu mà để các cái đầu dàn hoặc các thứ. Và cái kệ tivi này thì nó làm cho cái không gian rất là thoáng, có thể kê cạnh bộ chữ vạn hoặc các cái gia đình mà họ thích những cái mẫu hết sức là đơn giản và cần một cái không gian thật là thoáng thì đây là một cái kệ rất là phù hợp. Và với kiểu dáng cũng như là hình thù và kích thước của kệ tivi này thì là 1m97, có kệ thì 2m17. Nó rất là phù hợp để đặt để trong những cái không gian mà không cần quá rộng hay là quá to. Và là một trong những cái kệ tivi mà Hương Mai cảm thấy vô cùng là đẹp, vừa đẹp vừa chất lượng, vừa cẩn thận, và đặc biệt là khi mà đặt để trong ngôi nhà ấy thì nó hết sức là sang. Và hôm nay thì cũng là một ngày rất là đẹp, Hương Mai xin tặng tất cả quý khách một chữ tâm. Chữ tâm độc thế tự mà hay, thành bại hơn thua bởi chữ lầy. Tuổi trẻ gắng tu, già cố giữ, cuộc đời gắn trọn cả vào đây. Có tu tâm thì mới tu được nghiệp, tâm có sáng thì nghiệp mới thành. Chí dũng song toàn, lưu hậu thế anh hùng vang mãi đất phương Nam. Chí minh mẫn gầy lên nghiệp lớn, lòng nhân từ tỏ dạng tương lai. Thay cho lời kết của cái video kệ tivi gỗ hương đỏ này, Hương Mai kính chúc toàn thể quý khách luôn luôn có được tâm an và trí sáng để có một cuộc sống thật là phúc đức, đầy đủ. Và bất cứ khi nào quý khách quan tâm các sản phẩm bàn ghế, kệ tivi hay là tranh tượng hay bất cứ cái sản phẩm gì liên quan đến đồ gỗ truyền thống, hãy đến với Hướng Mai Center, tòa nhà 9 tầng Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh. Xin được biết ơn quý khách và kính chúc mọi điều tốt đẹp, thành công, hạnh phúc, may mắn luôn luôn đến với đại gia đình quý khách. Xin được trân trọng tri ân và biết ơn. Xin chào, xin cảm ơn.